Xin chào các bạn, tuần 9 tuần 10 chúng ta sẽ học thêm ba động tác, đó là động tác chân, động tác vặn mình và động tác bụng. Mục tiêu yêu cầu của bài học: nắm rõ tên thứ tự của các động tác, thực hiện động tác ở mức tương đối đúng và chính xác, thực hiện đúng số lần nhịp của động tác. Các em cần lưu ý một vài điều để tập luyện ở nhà là mặc trang phục gọn gàng, chọn vị trí tập luyện rộng rãi thoáng mát và tập trung lắng nghe bài. Và bây giờ chúng ta khởi động để bắt đầu bài học nha các em. Cổ trước sau trái phải 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay cổ 1, 2, 3, 4. Xoay ngược lại 5, 6, 7, 8. Xoay vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đánh tay cao thấp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đánh tay ngang ngực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cổ tay cổ chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại đổi chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay hông 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay gối 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xoay ngược lại 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác vươn thở 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Trước khi vào nội dung bài học, thầy cần các bạn chú ý thêm một vài điều. Thầy sẽ thực hiện các động tác bằng phương pháp soi gương để khi mà các em xem video của em sẽ tập luyện dễ hơn. Các em tập từng động tác thuộc rồi, hãy kết hợp các động tác tiếp theo. Và khi thuộc thì các bạn hãy tập động tác dứt khoát lên và đẹp lên. Động tác chân, tư thế chuẩn bị, tư thế nghiêm. Nhịp 1, hai tay chống hông, đồng thời nhón gót hai chân. 1. Nhịp 2, hạ gót hai chân xuống, khuỵu đầu gối, vỗ hai tay phía trước ngực. 2. Nhịp 3, trở về tư thế của nhịp 1. 3. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. 4. Nhịp 5, 6, 7, 8. Thực hiện giống nhịp 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Các bạn quan sát và tập theo thầy nhé. Động tác chân 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác vặn mình, tư thế chuẩn bị, tư thế nghiêm. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, hai tay dang ngang, bàn tay sắp. 1. Nhịp 2, vặn mình sang trái, tay phải vỗ vào tay trái. 2. Nhịp 3, trở về tư thế của nhịp 1. 3.
Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. 4. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện giống nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng đổi bên phải. 5, 6, 7, 8. Các bạn quan sát và tập theo thầy nhé. Động tác quặng mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác bụng, tư thế chuẩn bị, tư thế nghiêm. Nhịp 1, bước chân trái sang ngang, rộng hơn vai, hai tay vỗ trước ngực. 1. Nhịp 2, cúi đầu, hai chân thẳng, vỗ hai tay. 2. Nhịp 3, đứng thẳng, hai tay dang ngang, bàn tay ngửa. 3. Nhịp 4, trở về tư thế chuẩn bị. 4. Nhịp 5, 6, 7, 8, thực hiện giống nhịp 1, 2, 3, 4, nhưng bước chân phải sang ngang. 5, 6, 7, 8. Các bạn quan sát và tập theo thầy nhé. Động tác bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta cùng tập lại các động tác nhé. Động tác vươn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bài học đến đây đã kết thúc. Thầy mong các em xem lại và thực hiện nhiều lần động tác. Và các động tác, thầy mong các em thực hiện đến 5 và đến 6 lần. Chúc các em tập luyện vui và hiệu quả.